Xin chào các bạn, mình là Thanh và hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái hàm mà chúng ta phải tự tạo ra ở trong Google Sheet để làm việc với những cái đối tượng JSON thì JSON là gì? JSON thì nếu mà các bạn đã từng làm việc với XML chẳng hạn thì JSON cũng là một cái định dạng để chúng ta có thể trao đổi dữ liệu được ở trên internet. Và ngày càng có nhiều những cái dịch vụ sử dụng cái định dạng JSON này để mà trao đổi dữ liệu ở trên internet. Thì uh, nếu mà các bạn sử dụng uh, các cái phần mềm ví dụ như là khai thuế hay là nộp thuế vân vân các thứ ở Việt Nam thì có thể các bạn sử dụng XML nó đã rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà cái JSON ấy thì gần đây là càng nhiều chỗ sử dụng JSON nhiều hơn thế nên là Google thì nó có cái hàm import XML nhưng mà vẫn chưa có hàm import JSON. Thì ở trong cái bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái cách để mà chúng ta có thể import JSON hay là làm việc với cả JSON ở trong Google Sheets. Và việc đầu tiên chúng ta sẽ đi làm là chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái URL Ví dụ như là cái URL ở trong OB1 mà mình đã nói Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào cái URL này Thì các bạn có thể nhận thấy được rằng là Trong cái URL này thì đây là một cái chuỗi Và cái chuỗi này chúng ta sẽ đặt tên cho nó Chúng ta sẽ gọi cái chuỗi này là chuỗi JSON Và JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation và nó có kiểu biểu diễn như thế này thì các bạn có thể nhận thấy được rằng là ở đây chúng ta sẽ quan tâm tới hai cái khóa ở trong trường hợp này là khóa message và khóa status thì các bạn có thể hiểu được rằng là nếu mà message là một cột ấy, thì cái url ở đây nó sẽ là giá trị của cột đó và success ở đây thì sẽ là giá trị của cái cột tên là status bây giờ thì làm thế nào để mà chúng ta có thể lấy được ra cái url này và chúng ta có thể sử dụng cái hàm image ở trong Google Sheet chẳng hạn để chúng ta xem xem là cái ảnh này cụ thể là ảnh gì. Bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ phải làm các bước như sau để có thể sử dụng được cái hàm import json ở trong Google Sheets. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái bài viết mà mình đã để ở dưới phần miêu tả của video. Và mình có để một cái đoạn code, code này thì không phải mình viết ra, code này do hai tác giả như ở trên video mà các bạn đang thấy viết ra. Và Chúng ta có thể uh, click vào cái code này hoặc chúng ta có thể copy toàn bộ code này Hoặc là chúng ta có thể scroll thật là dài xuống phía dưới Và chúng ta sẽ bấm vào cái nút View Raw ở đây Thì khi mà chúng ta bấm vào nút View Raw như vậy rồi thì các bạn có thể nhận thấy được là đây là toàn bộ cái đoạn code đó Thì chúng ta chỉ việc click chọn ở đây bấm Ctrl A rồi bấm Ctrl C để mà copy toàn bộ cái đoạn code này Và sau khi bấm toàn bộ cái đoạn code này thì chúng ta sẽ phải trở về cái Google Sheet của chúng ta cái file mà các bạn muốn sử dụng cái hàm import JSON này ấy. Bởi vì là khi mà bạn copy cái code này vào file nào thì cái hàm import JSON có thể được sử dụng ở file đó chứ không phải là toàn bộ các file. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải bấm vào Tools, sau đó chúng ta sẽ bấm vào Script Editor. Và ở trong cái cửa sổ Script Editor này thì ở trong cái file mặc định sẵn là code.js ở đây. Thì các bạn sẽ phải dán cái đoạn code đó vào như là mình vừa làm ở đây và sau khi mà dán cái đoạn code đó vào xong á thì các bạn có thể quay trở về với cả cái spreadsheet của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta có thể thử sử dụng hàm import json như sau. Chúng ta sẽ có cái ví dụ đơn giản nhất là chúng ta sẽ sử dụng import json. URL ở đây chúng ta sẽ cho vào là OB1. Sau đó hai cái option tiếp theo thì chúng ta để trống như thế này. Rồi bấm enter. Thì các bạn có thể nhận thấy đây chính là cái kết quả mà chúng ta nhận được và như các bạn đã nghe mình nói là nếu mà message là một cột và status cũng là một cột thì cái url ở đây chúng ta nhận được là giá trị của cột đó và success cũng vậy. thì bây giờ chúng ta còn option nào chúng ta chỉ muốn lấy success hoặc là chúng ta chỉ muốn lấy cái message này thôi thì sao? thì chúng ta sẽ làm như sau. chúng ta sẽ um, sử dụng một cú pháp là import json. đầu tiên vẫn là url ở vị trí B1, sau đó query của chúng ta là query gì? Query của chúng ta sẽ dựa vào tên cột ở đây và có phân biệt chữ hoa chữ thường, thế nên là chúng ta sẽ viết là message. Như thế này. Và pass options, tạm thời thì chúng ta sẽ bỏ qua cái pass options này. Bấm enter. Thì các bạn có thể nhận thấy được rằng là kết quả trả về của chúng ta là chỉ có message mà thôi, không có status. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ bây giờ chỉ muốn cái đường link đó thôi, chúng ta không cần cái tiêu đề message luôn thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm import json với cái cú pháp như sau import json này đầu tiên là url ở b1 sau đó là query ở b2 và parse options là no headers no headers là không tiêu đề luôn sẽ ở ô b3 và đóng ngoặc lại bấm enter thì như các bạn nhìn thấy ở đây kết quả của chúng ta đang loading data một chút chúng ta sẽ chờ thêm một chút nữa bởi vì có thể là mạng internet nó đang hơi chậm bởi vì là Bây giờ là cái thời gian mà mọi người đang về nhà và đang sử dụng internet rất là nhiều. Và mình cũng nói luôn, trong khi chờ chúng ta chờ cái hàm import json này nó hoàn thành, ok nó hoàn thành rồi thì chúng ta có thể sử dụng một cái hàm image để chúng ta sẽ display cái image đó lên một cách uh, thí nghiệm xem xem là cái image đó nó là cái image về gì. Ok. Ok, đó thì bây giờ ở đây mình sử dụng doc API, có nghĩa là API này gọi về nó sẽ cho một cái ảnh random của một giống chó nào đó, thế nên ở đây chúng ta có ảnh hai chú chó ở đây. Tiếp theo thì uh, nếu mà cái ví dụ này thì uh, giúp các bạn có thể làm quen được với cả hàm import json thì cái ví dụ thứ hai thì chúng ta thực sự là có thể sử dụng cái hàm import json này để làm một cái thứ có ích hơn. Ở đây mình có được một cái đoạn uh, URL nó là cái um, nó là cái thông tin mà mình sử dụng ở trên um, cái uh, CRM demo của mình. Có nghĩa là ở trong cái CRM này thì chúng ta sẽ load customer data, toàn bộ customer data ở đây là được load về từ một cái bảng Google Sheet qua API. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào inspect ở đây. Và khi mà mình bấm vào inspect như vậy mình vào thẻ network và mình sẽ bấm vào phần XHR và mình sẽ refresh lại. Thì khi mà refresh lại thì chúng ta thấy một cái đường link, đường link này thì chúng ta có thể copy vào. Chúng ta sẽ bấm chuột phải chọn copy và chọn copy link address. Sau khi copy link address như vậy rồi thì chúng ta có thể dán trực tiếp cái link address này vào cửa sổ trình duyệt. Và chúng ta sẽ chờ một chút và chúng ta sẽ nhận được ở đây. Và với cái response này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dịch vụ ví dụ JSON Beautifier chẳng hạn. Ok. Thì chúng ta sẽ paste cái JSON đó vào và chúng ta bấm process. Và khi mà chúng ta bấm process như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy đây là toàn bộ dữ liệu của chúng ta. Khi mà dữ liệu của chúng ta như thế này thì làm thế nào để chúng ta có thể chuyển được dữ liệu này vào trong Google Sheet để chúng ta có thể làm việc được với các dữ liệu này thì ở đây chúng ta lại tiếp tục sử dụng hàm import json như sau đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng theo cái cú pháp cơ bản đó chính là import json như bình thường là chúng ta sẽ cho url là ob1 vào và chúng ta sẽ để chống hai cái parameters còn lại bấm enter thì các bạn có thể nhận thấy được rằng là cái kết quả trả về của chúng ta ở đây trông nó sẽ như sau đầu tiên là status là toàn bộ những cái dữ liệu ở cái cột status hay là ở cái property status của cái đối tượng json này và chúng ta còn một cái data nữa và cái hàm mà chúng ta đang sử dụng thì nó sẽ lấy đầu tiên là cái key data này, sau đó là một dấu cách, nó sẽ ghi vào timestamp, data name và mỗi cái đối tượng mỗi cái object ở đây như các bạn nhìn thấy ở đây thì sẽ là một dòng dữ liệu, chúng ta có rất là nhiều dòng dữ liệu và bây giờ thì chúng ta sẽ không muốn có cái cột status này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ chỉ lấy về cái path data thôi. Như là cái ví dụ bên này. Chúng ta sẽ thử nhé. Chúng ta sẽ sửa công thức ở ô A3 như sau. Chúng ta sẽ bấm vào trong cái query của hàm import JSON. Và chúng ta sẽ lấy lại là data mà thôi. Bấm Enter. Thì chúng ta sẽ chờ một chút và sau khi mà chúng ta chờ như vậy thì các bạn có thể nhận thấy được rằng là bây giờ chúng ta thực sự là chỉ có timestamp, có name, có phone, có email, có product, có những cái trường mà chúng ta cần thiết sử dụng ở trong một cái đối tượng như thế này. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái cách mà chúng ta làm việc với cả JSON ở trong uh, Google Sheet cùng với uh, sự giúp đỡ của một cái hàm chúng ta tự tạo ra đó chính là hàm import json, chúng ta tự copy thì đúng hơn. Cảm ơn hai tác giả ở đây đã viết cho chúng ta một cái hàm rất tuyệt vời. Và ngoài cái cách sử dụng ở đây thì các bạn còn có thể tham khảo thêm những cái dòng documentation ở trong cái cái đoạn code này để các bạn có thể hiểu rõ hơn cái cơ chế hoạt động của cái hàm import json này như thế nào. Còn nếu mà các bạn không muốn tìm hiểu xem cơ chế hoạt động của nó như thế nào thì video này đã cho các bạn biết cách ứng dụng của hàm import json ở trong google sheet rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau